Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới làm xong vườn con heo mập nha các bạn. Mới làm xong, test thử nha. Cái một các bạn ơi, quá nhẹ gió luôn. Quá độc. Heo này nuôi thực phẩm quá, quá mập rồi. Cho luôn. Quá nhẹ gió nha các bạn. Rồi bây giờ mình ro nha. Tiếu rồi. Dìm lớn một chút nữa nha. Rồi, ba màu. Đen với lại vàng da quang với lại đỏ. Nhẹ gió ghê không? Này mới có ro 15 mét rồi nha các bạn. 15 mét là đứng im luôn à. Quá nhẹ gió. Lắc bất tử quá. Gió căng nha các bạn. Căng lắc quá lắc. Hai chục mét mà không hạ các bạn. Gió yếu nó chưa đạp nha, gió mạnh rồi nó mới đạp. Gió yếu là nó đứng im. Quá nhẹ gió luôn á.
Giờ cũng cục bất cử. Còn do như cái hộp dịch vậy. Heo này quá mập rồi. Đứng dậy luôn. Nhào á. Nhào đất. Ủa sao lầm đàn rò. Bày quá bày luôn. Đó. Là có gió anh đạp nha, tấm anh đạp quá trời luôn. Đó, đó. Nhoi 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 nhoi. Quá chuẩn các bạn ơi, nhẹ gió ghê luôn á. Kêu cũng bay nữa. Con dừa sáo nè, dừa sáo mà dái dừa thuẫn nha. Ok. Trên gió cũng yếu. Mới làm xong test một cái thành công nha, rất là nhẹ gió nha các bạn, nắm tay giật cái là lên liền à, giật nhẹ cái là lên à, cũng chịu gió luôn nha, gió càng mạnh thì nó đạp càng nhanh. Rồi thôi thì giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Mấy em nhỏ câu cá. Mấy em nhỏ câu dính cá nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký, chia sẻ kênh ủng hộ nữa nha. Chào các bạn nha. Có không? Có cá không?
hang cá rô phi hả? Một con cứu này. À, hang rô phi đã ha, sao câu được hai ta? Lên cá nhỏ. Dính cá lồng tông. Hay dữ à. Nãy giờ phá mồi nãy giờ mới được. Phá mồi hả? À, tập trắng. Dục không nổi. Này, nó móc vô mắt luôn. Bỏ vào đây luôn đi. Rồi, chào các bạn nha.